Hello xin chào toàn thể quý anh chị đã quay lại với clip của em và em là tài đến từ Kia Mazda Bình Triệu. Thì ngày hôm nay em sẽ đi sơ về chiếc Kia Soluto phiên bản AT Deluxe cập nhật những trang bị và giá mới nha quý anh chị nha. À, đầu tiên là phần đầu xe thì xe được trang bị đèn pha halogen và cụm đèn xi nhan sẽ được tích hợp ở cụm đèn pha luôn quý anh chị. À, đèn ở phía dưới thì đèn sương mù được trang bị là đèn halogen projector và đèn chiếu sáng ban ngày là hai dãy lép chạy xuống dưới quý anh chị ha. À, về phần thân xe thì xe đang được trang bị mâm 14 inch mâm đúc hợp kim nhôm à, và chiều dài cơ sở của xe là 2570mm, khoảng sáng gầm xe là 150mm ha quý anh chị Và xe này bán kính quay đầu của nó tầm khoảng 5m2 nha quý anh chị ha Ở phía sau xe thì xe sẽ được trang bị cam lùi và những cái cảm biến ở phía sau À, đèn hậu là đèn à, halogen ha quý anh chị ha ở phía dưới thì chúng ta sẽ có hai cái thanh phản quang à, để à, thứ nhất là nhìn xe nó sẽ cân đối hơn phía sau thì phiên bản này còn được trang bị thêm là cánh hứng gió phía sau ha quý anh chị động cơ trang bị cho Kia Soluto là động cơ 1.4 cấp 3 à, sản sinh cho chúng ta công suất cực đại là 94 mã lực và mô men xoắn cực đại là 132 Nm ha quý anh chị ha à, đối với à, Đối với phiên bản số tự động thì hộp số là 4 cấp thôi quý anh chị ha. Còn đối với phiên bản số sàn thì xe đang được trang bị hộp số 5 cấp. Về phần cốp thì xe được trang bị uh, cốp khá là rộng uh, cho chúng ta dung tích là tới 475 lít. Uh, ở phía bên trong cốp thì còn được uh, uh, ở phía dưới thì còn được uh, trang bị chúng ta là uh, thêm về uh, bộ đồ nghề tiêu chuẩn nè và kèm theo đó là một cái mâm dự phòng và đặc biệt là cái mâm dự phòng này giống như bốn cái mâm bên ngoài luôn ha quý anh chị ha đây về phần đuôi xe thì ở phía dưới chúng ta được trang bị cam lùi chính hãng ha và những cái cảm biến ở phía sau à, và và sau đây chúng ta sẽ vào với phần nội thất của xe à, thì à, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về cái đồng hồ ở trung tâm của xe ha quý anh chị ha à, được uh, thể hiện rất là rõ, chi tiết và những cái uh, xe được trang bị uh, chỉnh lòng gương phía bên trong của xe luôn. Và uh, về cái vô lăng của xe thì được trang bị những cái nút bấm như là đàm thoại lãnh tay rồi uh, điều khiển uh, ở trên uh, vô lăng luôn quý anh chị. Về uh, màn hình giải trí trung tâm của xe thì được trang bị màn hình uh, 7 inch, màn hình AVN không quý chị ha. Uh, ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy được là những cái uh, À, gạt gió lấy gió ngoài lấy gió trong ha cần số thì được bọc da cho mình luôn à, về um, nội thất phía bên trong thì chúng ta sẽ có hai tông màu cơ bản đó là tông màu uh, sáng và tông màu uh, be ha quý anh chị à, đối với xe này thì đã được uh, trang bị sẵn chúng ta là phim cách nhiệt bảo hành 3 năm chính hãng của luma luôn quý anh chị đây màn hình của xe thì rất là nhạy luôn quý chị ha. thì uh, tiếp theo thì mời quý chị xuống quan hành khách để xem sơ về cái quan hành khách ha. à xe thì được trang bị bốn loa cho chúng cho mình luôn không quý chị. đây là quan hành khách thì về cái ghế ở phía sau thì đã được uh, về cái ghế ở phía sau hành khách á, thì nó sẽ có một cái độ nghi nhất định cho người ngồi phía sau cực kỳ thoải mái khi đi đường xa luôn quý anh chị ha. Dạ vâng thì vừa rồi em cũng đi sơ về những cái trang bị cũng như nội thất ngoại thất của chiếc Kia Soluto phiên bản Ata Deluxe. Thì hiện tại con Kia Soluto phiên bản Ata Deluxe đang có giá uh, niêm yết và giảm giá cho mình rồi trong tháng này đó là giá niêm yết là 419 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 489 triệu ha nên quý anh chị trả góp thì mình chỉ cần trả trước tầm khoảng 146 triệu và mỗi tháng mình trả tầm khoảng 6 triệu 3 ha quý anh chị à, về những cái thông tin chi tiết về xe thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại hotline đang đặt ở phía bên dưới Xin chào xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video clip lần sau